gặp khó về nhân sự, huấn luyện viên Jordan vẫn muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam. Tại buổi họp báo trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên đội tuyển Jordan thẳng thắn chia sẻ đội bóng của ông gặp nhiều khó khăn về nhân sự. Tuy nhiên vị chiến lược gia này khẳng định sẽ quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà. Chia sẻ về trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân nhà, huấn luyện viên Jordan cho hay, hiện tại, đội tuyển Jordan đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Việt Nam. Tôi đã gọi những cầu thủ có phong độ tốt, tuy nhiên một số gặp chấn thương nên đã không có tên. Đây là điều mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng với những gì toàn đội đã thể hiện từ ngày tập trung, chúng tôi đang rất tự tin sẽ có được chiến thắng. Như vậy, sau 5 lượt trận ở bảng C, vòng loại ASEAN Cup 2019, đội tuyển Jordan đang là đội bóng xếp Nhất Bản với 11 điểm, với 3 trận thắng, 2 trận hòa, ghi được 15 bàn thắng và để thủng lưới 4 bàn. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam có được 9 điểm xếp thứ 2 với 2 thắng, 3 hòa, ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới 2 bàn. Nói về khó khăn của đội tuyển Jordan khi tiếp đón thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân nhà, huấn luyện viên Jordan tiết lộ, các cầu thủ của tôi đang gặp vấn đề về thể lực, vì có quá ít thời gian để chuẩn bị ở lượt trận cuối cùng ASEAN Cup 2019. Thực tế các cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Jordan, phải thi đấu rất nhiều ở các câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia. Mong rằng họ sẽ đạt được sự sung mãn nhất trong trận đấu với Việt Nam. Đội tuyển Jordan sẽ có màn trình diễn tốt nhất trong trận đấu ngày mai trên sân nhà. Tôi tin chiến thắng và 3 điểm sẽ thuộc về đội tuyển Jordan. Lật lại vụ bầu Đức bị VFF cướp công. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ cho biết, từng nhắn tin đến lãnh đạo cao nhất của VFF rằng, cần vinh danh bầu Đức sau chiến tích U23 Việt Nam giành huy chương bạc châu Á 2018, nhưng lại bị ngó lơ. Tiếp nối những quả bom tấn về hoạt động bất thường ở thượng tầng VFF, được Phó Chủ tịch Tài chính, vận động tài trợ Đoàn Nguyên Đức tung ra, đến lượt ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông, bóc tách sự thật còn bưng bít của nhóm còn lại trong thường trực VFF. Trả lời truyền thông sáng 26 tháng 3, ông Vũ kể rằng đêm 26 tháng 1 năm 2018, ông đã nhắn tin với Chủ tịch Lê Hùng Dũng là cần vinh danh bầu Đức trước chiến tích của đội U23 ở sân chơi châu lục. Vậy mà họ đều lơ. Khi ông Vũ nói như thế, có nghĩa là ông Vũ nói về cách hoạt động không tình người của lãnh đạo VFF. Đến thời điểm đó, người bên ngoài hiếm ai biết ông Đức đã cất công qua Hàn Quốc, thuyết phục và mời cho bằng được ông Park Hang-seo nhận lãnh trách nhiệm dẫn dắt các đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thậm chí mãi sau này, mọi người mới bật ngửa khi ông Đức chính thức lên tiếng. Ông mới là người trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong suốt 2 năm. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, có 3 lãnh đạo VFF phải biết sự thật là ông Lê Hùng Dũng và Trần Quốc Tuấn, cùng Tổng Thư ký Lê Hoài Anh, hai người đã cùng với ông Đức qua Hàn Quốc ký hợp đồng với nhà cầm quân 61 tuổi. Sự im lặng của lãnh đạo VFF, cùng sự xuất hiện của vài lãnh đạo này, thậm chí là hình ảnh rất phản cảm của một số ủy viên ban chấp hành VFF trong những cuộc đón tiếp đội U23, càng lộ rõ bản chất vô ơn và cướp công của một bộ phận quan chức ở VFF khóa 7. Thật ra, lúc đó không ít cư dân mạng kêu gọi VFF, mời các ông bầu góp nhiều quân vào thành tích giành Á quân U23 châu Á như bầu Đức, bầu Hiển dự lễ vinh danh, nhưng VFF vẫn ngó lơ. Thậm chí, nếu cuộc giao lưu lần đầu tại sân Mỹ Đình được cho là khá cận ngày đội về nước, thì vẫn còn thời gian cho cuộc vinh danh, giao lưu tại sân Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh sau đó gần một tuần, để tổ chức quản lý, điều hành bóng đá nước nhà chứng tỏ tinh thần cầu thị, nhưng mọi thứ vẫn trôi qua lặng lẽ. Về điều này, các lãnh đạo VFF phải học hỏi huấn luyện viên người Hàn Quốc, khi sau đó, chính ông Park Hang-seo bay lên Gia Lai cảm ơn bầu Đức, cũng như động viên các lứa đàn em của Công Phượng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, để tiếp tục tạo nên những chiến công mới cho bóng đá nước nhà. Chưa hết, những lãnh đạo vô tâm của VFF còn bàn mưu tính kế loại bầu Đức ra khỏi VFF, khi đưa ra tiêu chí người đảm nhận các vị trí chủ tịch, phó chủ tịch ở VFF khóa 8, nhiệm kỳ 2018 tới 2022, phải có bằng cử nhân. Và có lẽ gần như những ai quan tâm đến đời sống bóng đá Việt Nam đều biết ông Đức là một doanh nhân thành đạt, một người cống hiến quá nhiều cho bóng đá Việt Nam nhưng không tốt nghiệp đại học. Ai đã nghĩ ra tiêu chuẩn các chức danh của ban chấp hành VFF khóa 8, trưởng tiểu ban nhân sự đồng thời là chủ tịch VFF, hay ai khác, mà cho đến nay tiêu chuẩn này vẫn còn tồn tại bất chấp dư luận phản ứng gay gắt trong những ngày qua.
chả trách người hâm mộ kêu gọi Bầu Đức hãy rời khỏi VFF, vì ông đã bị đối xử quá bạc bẽo. Quế Ngọc Hải quyết tâm lấy lại suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Với việc được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập trở lại, sau một thời gian dài vắng bóng, trung vệ Quế Ngọc Hải đang rất quyết tâm chứng minh khả năng của mình trước thầy Park. Dù là một trung vệ được đánh giá cao của bóng đá Việt Nam trong vài năm trở lại đây, nhưng kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo ngồi vào ghế nóng đội tuyển Việt Nam sau SEA Games 29, Quế Ngọc Hải dường như đã bị nhà cầm quân người Hàn Quốc bỏ quên ở những lần triệu tập trước. Tuy vậy điều đó cũng không làm Quế Ngọc Hải nản lòng, anh vẫn thể hiện được phong độ tuyệt vời ở mùa giải 2017 và những trận đầu tiên ở V-League năm nay. Điều đó đã khiến thầy Park không thể nào ngó lơ trung vệ của Sông Lam Nghệ An được nữa. Vì vậy, khi biết mình có tên trong danh sách tập trung lần này, Quế Ngọc Hải rất vui mừng bởi những nỗ lực đã được đền đáp. Trước khi bước vào mùa giải 2018, một trong những mục tiêu chính của tôi là được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Năm 2018 có nhiều giải đấu lớn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, điển hình là AFF Cup 2018, nên nếu không được góp mặt ở giải đấu đó là điều rất buồn. Cách đây 2 năm, đội tuyển Việt Nam đã dừng chân ở bán kết, và tôi vẫn luôn ước ao một lần được cùng đội tuyển nâng cao chiếc cúp ở sân chơi này. Thế nên, những trận đầu mùa tôi luôn xác định phải chơi với hơn 100% sức lực để mong sớm được gọi lên tuyển. Nhưng việc để trung vệ Sông Lam Nghệ An có thể tìm lại một suất đá chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam là không hề dễ dàng, bởi trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn những quân bài cực kỳ chất lượng khác như Đình Trọng, Tiến Dũng, Duy Mạnh hay thậm chí là Lâm Anh Quang. Vì thế, Ngọc Hải phải cần chứng minh rất nhiều ở trận đấu sắp tới. Tôi luôn xác định phải nỗ lực trong mọi thời điểm. Phong độ có lúc lên lúc xuống, điều quan trọng là không được phép nản lòng. Tôi biết thầy Park rất công bằng trong vấn đề nhân sự, nên tôi cần chứng minh trên sân tập. Trung vệ Sông Lam Nghệ An chia sẻ. Từ vụ Bầu Đức phản ứng, VFF đồng ý đề cử bổ sung. Thông báo mới nhất của VFF về việc được đề cử bổ sung nhân sự, ứng cử vào ban chấp hành, cũng như các vị trí lãnh đạo tổ chức này nhiệm kỳ 2018 đến 2022, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trên lý thuyết, đây được xem là động thái xoa dịu dư luận của VFF sau vụ việc ông Bầu Đoàn Nguyên Đức bị xót tên. Khi danh sách đề cử được công bố, dẫn đến sự nghi ngại về việc dồn phiếu cho ứng viên duy nhất Trần Anh Tú ở vai trò phó chủ tịch phụ trách tài chính, vận động tài trợ. Từ đây, nổ ra những tranh cãi xoay quanh việc ông Trần Anh Tú nắm giữ quá nhiều chức vụ liên quan đến bóng đá, và ông Bầu Đoàn Nguyên Đức tuyên bố nghỉ làm bóng đá nếu ông Tú trúng cử. Không riêng Bầu Đức, báo chí và dư luận, người hâm mộ cũng chỉ ra thêm vài ứng viên được đề cử từ cơ sở. Nhưng danh tính lại không được tiểu ban nhân sự đại hội VFF nhiệm kỳ 8 công bố, như trường hợp của trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi và Nguyễn Hiền Lương, nhân sự thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao Bộ Công an. Không lâu sau khi ông Trần Anh Tú tuyên bố sẽ có ý định rút lui khỏi hai cương vị tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VBF và trưởng ban điều hành V-League, chiều 23 tháng 3, VFF đã ban hành thông báo số 379, nêu rõ các tổ chức thành viên VFF được tiếp tục xem xét đề cử nhân sự ứng cử ủy viên ban chấp hành và các vị trí lãnh đạo VFF khóa 8 trước hạn chót ngày 31 tháng 3. Theo điều lệ, VFF hiện có 66 tổ chức thành viên được quyền đề cử, ứng cử và bầu các vị trí lãnh đạo, các ban chức năng của VFF, bao gồm các câu lạc bộ bóng đá thuộc giải V-League, hạng nhất, hạng nhì, câu lạc bộ bóng đá nữ tham dự giải vô địch quốc gia, câu lạc bộ futsal tham gia giải toàn quốc, liên đoàn bóng đá thành viên cấp tỉnh, các đơn vị tổ chức những giải đấu cấp quốc gia được VFF công nhận. Đây là văn bản mang ý nghĩa mở đường cho nhiều nhân vật tên tuổi của bóng đá Việt Nam có thể tham gia ứng cử tại đại hội VFF khóa 8, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới đây, kỳ đại hội mà vừa qua có rất nhiều ý kiến đề nghị nên hoãn đến thời điểm phù hợp. Nếu tính đến những trường hợp cụ thể, người hâm mộ có quyền hy vọng ông Bầu Đoàn Nguyên Đức sẽ chấp thuận lời đề cử từ một số câu lạc bộ để quay lại tham gia vào ban chấp hành VFF khóa mới ở cương vị thích hợp. Tuy nhiên, qua cuộc trao đổi mới nhất với báo Người Lao Động tối 23 tháng 3, ông Đoàn Nguyên Đức một lần nữa khẳng định không bao giờ thay đổi tuyên bố sẽ rời khỏi VFF sau đại hội khóa 7. Ông cũng nói thêm, giả dụ có đến 50 câu lạc bộ đề cử thì ông cũng xin phép gửi lời cảm ơn đến tất cả và rút lui, không tham gia bộ máy lãnh đạo VFF nữa, khi niềm vui hiện tại của ông là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Bên cạnh việc dành thời gian cho công việc kinh doanh,
Đại hội VFF khóa 8 sẽ là nơi quyết định cao nhất về nhân sự của cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Đại hội sẽ bầu ra 17 thành viên thuộc ban chấp hành, giảm 6 người so với nhiệm kỳ cũ. Trong đó có 5 ủy viên thường trực bao gồm chủ tịch, 3 phó chủ tịch, phụ trách truyền thông, tài chính, vận động tài trợ và chuyên môn, và 1 ủy viên thường trực. 12 ủy viên ban chấp hành còn lại sẽ được phân công vào các ban chức năng. 4 ứng cử viên cho vị trí chủ tịch VFF được đề cập nhiều trong thời gian qua là các ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch chuyên môn VFF khóa 7, Nguyễn Công Khế, chủ tịch tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Cấn Văn Nghĩa, giám đốc khu liên hợp thể thao quốc gia, và Lê Quý Phượng, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Thể dục Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trong 5 ứng cử viên được đề cử cho vị trí phó chủ tịch phụ trách truyền thông, ông Lê Thành Trung, phó tổng giám đốc HD Bank đã xin rút. Chỉ còn các ông Nguyễn Xuân Vũ, phó chủ tịch truyền thông khóa 7, Nguyễn Lân Trung, nguyên phó chủ tịch truyền thông khóa 6, Nguyễn Văn Phú, tổng biên tập báo bóng đá và Cao Văn Chóng, nguyên tổng giám đốc VBF. 2 ứng cử viên cho vị trí phó chủ tịch chuyên môn là ông Dương Vũ Lâm, trưởng đại diện VFF tại thành phố Hồ Chí Minh, nguyên phó chủ tịch chuyên môn khóa 5 và ông Phạm Ngọc Viễn, nguyên phó chủ tịch chuyên môn khóa 6. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.